Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2019 của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 và kết quả sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Ra quân công tác dân vận tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Để đạt được mục tiêu 6,8% từ nay đến cuối năm, nền kinh tế Việt Nam cần phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Đưa văn hóa vùng cao vào trường học, góp phần bảo tồn và phát huy tinh hoa, giá trị không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Văn phòng Tỉnh ủy, đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 và kết quả sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Đức Quận đã báo cáo với đoàn công tác kết quả 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh. Với tinh thần đoàn kết thống nhất cao của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng 10 năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỉnh Lâm Đồng xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Trong giai đoạn 2010-2015, tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt trên 14%. Quy mô chất lượng nền kinh tế tăng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Các lĩnh vực có thế mạnh của Lâm Đồng như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, công nghiệp phát triển theo hướng tập trung. Chính sách dân tộc được quan tâm đầu tư, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Qua đó nâng cao đời sống và giá trị văn hóa của bà con vùng dân tộc thiểu số. Công tác cán bộ tinh gọn bộ máy được tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo được chuyển biến mới cả về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng trong cán bộ đảng viên. Báo cáo kết quả sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2020. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm 2016-2018 của Lâm Đồng đạt 8,23%, thu nhập bình quân đầu người cao hơn mức bình quân cả nước. Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn đổi mới, mô hình tăng trưởng phát huy hiệu quả. Đến nay, Lâm Đồng đã phát triển gần 54.800 ha sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao. Những cây trồng có thế mạnh như rau, hoa, trà, cà phê tăng gần 12% so với năm 2015. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 125 chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng hơn 7,4%, xây dựng tăng hơn 9%, thương mại dịch vụ, bán lẻ hàng hóa tăng 12,3%. Khách du lịch đến Lâm Đồng giai đoạn 2016-2018 tăng bình quân 8,42%. Thu ngân sách đạt trên 18.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,79%, tăng bình quân 16,36% một năm. Đặc biệt đến nay, Lâm Đồng có 13 trên 19 chỉ tiêu cơ bản đạt khá so với yêu cầu và khả năng sẽ đạt vượt so với nghị quyết. Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ rừng, các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực. Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban ngành của tỉnh và thành viên đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến sự phát triển chung của tỉnh, trong đó tập trung phân tích những khó khăn hạn chế, khai thác tiềm năng thế mạnh của Lâm Đồng, cũng như sự đổi mới, thúc đẩy đột phá các chỉ tiêu trên các lĩnh vực của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định, Những nội dung làm việc của đoàn công tác tiểu ban văn kiện Đại hội 13 Trung ương hôm nay không chỉ để nắm bắt tình hình chung của tỉnh, đây là dịp để Lâm Đồng đánh giá kỹ lưỡng hơn, chất lượng hơn những kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, công tác xây dựng đảng qua 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011. Đặc biệt là nhìn nhận lại kết quả sau 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2020. Những vấn đề của thành viên đoàn công tác chỉ ra là cơ sở để đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đồng thuận cao, quyết tâm thực hiện và hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ đã đề ra, góp phần tạo đà cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực Tiểu ban Văn kiện 13 Trung ương nhấn mạnh, Lâm Đồng đã cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục có sự phát triển, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên, tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng tích cực. Đặc biệt sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự vượt trội. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng kết quả này đã khẳng định sự lãnh chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành, đã khơi thông sự sáng tạo, cách làm khoa học, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, thúc đẩy tinh thần bà con nông dân địa phương mạnh dạn đầu tư để phát triển. Điểm nổi bật nữa của Lâm Đồng đó là thương mại dịch vụ ngày càng phát triển cả quy mô và chất lượng, văn hóa xã hội được chú trọng. Tỉnh không ngừng quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Về công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, Lâm Đồng đã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng đảng, với quyết tâm chính trị cao, cách làm phù hợp, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ ra những hạn chế và gợi mở những cách tiếp cận mới, giải pháp mới nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc, phát huy cao độ tiềm năng thế mạnh của Lâm Đồng để phát triển nhanh bền vững trong những năm tới. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của Lâm Đồng báo cáo với Tiểu ban Văn kiện 13 của Trung ương. Ra quân công tác dân vận tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Giảm nghèo bền vững ở huyện Đam Rông là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Ngày hôm qua 6 tháng 4, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức đoàn thể, gọi tắt là Ban chỉ đạo 502 của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức công tác xã hội tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền hai địa phương đã tham dự. Trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đã cùng với Ban Chỉ đạo 502 tổ chức các đợt công tác dân vận tại một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn để thực hiện các nội dung công tác dân vận tập trung. Từ năm 2016 đến nay, Ban Chỉ đạo 502 đã tổ chức 6 đợt công tác dân vận tại huyện Đam Rông và huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đà Tẻ, với các nội dung xây dựng nhà đại đoàn kết, làm đường giao thông nông thôn, làm cầu, xây dựng hệ thống nước sạch, xây dựng mô hình kinh tế, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Năm 2019, Ban Chỉ đạo 502 Lâm Đồng phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm để ra quân công tác dân vận nhằm cùng với địa phương từng bước giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng xã hội đồng thuận, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay là xã Lộc Bắc thì rất mừng vì được sự đầu tư của các ban ngành đoàn thể của tỉnh hoặc là của thành phố, của huyện Bảo Lâm. Cũng là được đầu tư thấy hiện nay là phát triển cái vấn đề kinh tế Lộc Bắc so với mấy năm trước thì so sánh như vậy là nó khang trang hơn, nó đẹp hơn. Cũng có trường trại, nơi ăn học của trẻ em, học sinh như là nhất là cái em non, đường đi lại rất dễ dàng. Trong dịp ra quân công tác dân vận này, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức đoàn thể của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng công trình nước sạch, khu vui chơi cho các em thiếu nhi và nhà tình thương cho đại diện xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Dự kiến các công trình này sẽ được bàn giao vào dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác 19 tháng 5 năm 2019. Dịp này, 100 hình của Bác Hồ và cờ Tổ quốc cùng phân qua gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm đã được gửi đến các già làng, các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn. Đoàn cũng đã đến thăm các gia đình khó khăn và bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Ca Sri và bà Ca Rẹ ở xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Tổng trị giá của đợt dân vận này là 3,3 tỷ đồng. Quan tâm của nhà nước, của đảng, của đoàn thành phố mình thì hôm nay gia đình đã có được một căn nhà, một mái ấm để ở, và thay mặt cho gia đình thì bà cũng cảm ơn riêng đoàn thành phố Hồ Chí Minh và cảm ơn các đoàn của tỉnh, của huyện mình. Cùng với sự hỗ trợ kịp thời của các đoàn thể, chính quyền và các tầng lớp nhân dân hai tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh và sự nỗ lực của người dân địa phương sẽ là đòn bẩy giúp xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm ngày càng phát triển, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang hơn, cuộc sống người dân sẽ ổn định hơn. Thưa quý vị và các bạn, qua 10 năm được thụ hưởng từ chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, theo nghị quyết 30A của Chính phủ, huyện Đam Rông đã có những bước khởi sắc rõ rệt từ các dự án được đầu tư, hỗ trợ, nhất là người dân được trao sinh kế, đã ý thức được trách nhiệm, không trông chờ ỷ lại, nắm bắt được cơ hội để vươn lên thoát nghèo. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Với gia đình chị Móc Ca Đen ở xã Đà Mờ Rông, huyện Đam Rông, cuộc sống giờ đây đã bước sang trang mới. Kinh tế phát triển, con cái được đến trường. Ngoài nỗ lực của gia đình chị trong mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, trồng dâu nuôi tầm, góp phần vào kết quả này chính là sự hỗ trợ kịp thời của nhà nước thông qua nguồn vốn 30A của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ khi mình trồng dâu nuôi tầm này nè, các cấp ủy đảng, chính quyền người ta đầu tư và giáo dục cho bà con, hướng cho bà con trồng dâu nuôi tầm, thì từ đó thì chị làm được cái này thì chị cảm thấy nó ổn định. Qua 10 năm thực hiện nghị quyết 30A từ năm 2009 đến năm 2019 về giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội và diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đam Rông đang từng bước phát triển. Giá trị sản xuất tăng, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng, điện, đường, trường trạm được đầu tư tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ. Đến nay, tổng nguồn vốn 30A đã hỗ trợ cho huyện Đam Rông là trên 432 tỷ đồng. Thông qua đó, nhiều gia đình trước đây kinh tế khó khăn, thu nhập thấp, thông qua chương trình giảm nghèo được hỗ trợ về vốn, nông cụ sản xuất, được tiếp cận các phương thức sản xuất mới nên kinh tế ổn định. Các xã như Đạ Đòi San, Đạ Cờ Nàng, Romen, Nisoron trước đây tỷ lệ hộ nghèo chiếm khá cao, nhưng nhờ có giải pháp đúng đắn của cấp ủy chính quyền địa phương nên công tác giảm nghèo thay đổi rõ nét. Bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo ở Đam Rông giảm từ 3 đến 3,3%. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện được đầu tư bước đầu đã tạo diện mạo mới so với trước đây. Hệ thống giao thông, các tuyến đường huyết mạch cơ bản đã được hoàn chỉnh và cứng hóa. 8 trên 8 xã có đường nhựa đến trung tâm xã, mở mới trên 50 km đường liên thôn liên xã. Hệ thống thủy lợi được duy trì và mở rộng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Trong đó có một số công trình nổi bật như hồ chứa nước Đà Chao, hồ chứa nước Đà Nòng, hồ thủy lợi Phi Liên, đập chân nước Đà Rờ San, vân vân. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua 10 năm thì được hỗ trợ từ nguồn kinh phí 30A thì các hộ nghèo ở huyện đã có cái điều kiện đầu tư và là nâng cao hiệu quả là sản xuất nông nghiệp, thì một số các hộ dân từ cái nguồn kinh phí đó đã được thoát nghèo. Ngoài nhân rộng các cái mô hình là có hiệu quả thì chúng tôi hướng đến sẽ hỗ trợ một số cái mô hình là phát triển về rau hoa và tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ dân bằng cái việc là cầm tay chỉ việc, hội thảo đầu bờ trực tiếp tại các cái mô hình mà có hiệu quả kinh tế. Cái lộ trình sắp tới là chúng tôi sẽ đầu tư tập trung bằng các nguồn vốn của nhà nước hỗ trợ về các xã nghèo, huyện nghèo cho các hộ dân, đặc biệt là hộ nghèo, để làm sao người ta áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và tiếp cận được những nguồn vốn cũng như là những cái cây con mới mà đòi hỏi phải sự áp dụng khoa học kỹ thuật cũng như là chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân để làm sao mà nâng cao các sản phẩm của người nông dân ra, rồi tìm cái đầu ra sản phẩm cho người dân. Đó là vấn đề mà chúng tôi cần quan tâm thời gian tới. Bên cạnh chăm lo phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, công tác dạy nghề cho người nghèo được đâm rông chú trọng. Để làm được điều này, ngoài tổ chức dạy nghề theo các chương trình dự án giảm nghèo, ngành lao động thương binh và xã hội địa phương đã dành trên 4 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Đồng thời linh hoạt khảo sát ngành nghề phù hợp ở địa phương để dạy nghề, phối hợp với các doanh nghiệp giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động là người dân tộc thiểu số. Hơn hết hiện nay, người dân huyện Nam Sông đã ý thức trách nhiệm từ thoát nghèo, không trông chờ ý lại vào nhà nước. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo hướng hàng hóa được đẩy mạnh, tạo bước chuyển mới trên lĩnh vực giảm nghèo có tính bền vững. Với cái sự vào cuộc, sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc địa phương thì cho đến nay Đàm Rồng cũng có được nhiều kết quả. Từ cái chỗ hạ tầng cơ sở còn yếu kém đến nay điện đường trường trạm ngày một cải thiện. Từ cái chỗ mà người dân chủ yếu sống du canh, du cư đến nay cũng đã khắc phục được những tập tục sản xuất để bắt đầu là có hướng phát triển hàng hóa. Chúng tôi cũng đã bắt đầu có những ý gương người tốt việc tốt, những gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số phấn đấu vươn lên. Một số cái mô hình đang bắt đầu áp dụng nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đạ Cận Hàng, xã Phi Niêng. Một số mô hình trồng dâu, nuôi tầm đang mang lại hiệu quả kinh tế tại 3 xã Đạ Long, Đạ Tông và Đạ Mờ Rông. Và một số mô hình trồng cây ăn trái, trồng rau tại Đạ Lạt San. Và đây là những cái hướng để chúng tôi đang chuyển dịch cái cơ cấu nông nghiệp, tạo một cái thu nhập cao hơn trên một đơn vị diện tích. Có thể thấy cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, việc đổi mới sáng tạo và cách làm hiệu quả, song song với đầu tư phát triển đồng bộ trên các lĩnh vực, công tác xóa đói giảm nghèo ở Đầm Rồng đạt được nhiều kết quả khả quan. Đó cũng là tiền đề quan trọng để trong thời gian tới, công tác giảm nghèo ở Đầm Rồng tiếp tục có nhiều bước chuyển mới, góp phần xây dựng địa phương phát triển theo đúng tiêu chí 30A của Chính phủ đề ra trong lộ trình thoát nghèo bền vững. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước. Để đạt được mục tiêu 6,8%, từ nay đến cuối năm, nền kinh tế Việt Nam cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. 3 địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Tăng trưởng kinh tế quý 1 của Việt Nam chỉ đạt 6,79%, thấp hơn cùng kỳ năm 2018, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Hai trong số nhiều lĩnh vực vốn là động lực tăng trưởng của nền kinh tế quý 1 năm nay có sự suy giảm mạnh, đó là ngành chăn nuôi, cụ thể là ngành chăn nuôi lợn. Dưới tác động của dịch tả, ngành này đã giảm 0,02% GDP. Bên cạnh đó, đóng góp của ngành sản xuất điện tử máy tính và sản phẩm khoa học chỉ đạt 2,9%, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 34%. Tác động đối với sang quý 2 thì khi mà dịch tả lợn châu Phi mà vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng thì sẽ làm giảm 1,3% cái điểm phần trăm của ngành chăn nuôi theo kịch bản tăng trưởng ban đầu và làm giảm 0,3 điểm phần trăm của ngành nông nghiệp thủy sản. Quy mô sản xuất của ngành 26, tức là ngành sản xuất điện tử máy tính, cũng đã ổn định. Lao động của ngành này cũng giảm 5,7%. Tức là chúng ta cho thấy rằng xu hướng tăng trưởng quy mô của ngành 26, ngành sản xuất sản phẩm điện tử máy tính là ngành rất lớn, cũng đã bắt đầu chững lại. Để đạt được tăng trưởng kinh tế 6,8%, tăng trưởng kinh tế quý 2, quý 3 và quý 4 phải đạt lần lượt 6,74, 7,12 và 6,6%. Đứng trước những thách thức này, các chuyên gia cho rằng nền kinh tế cần quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh một số cái mặt hàng khác trong lĩnh vực chế biến chế tạo, ví dụ như là dệt may, da giày, những mặt hàng đồ gỗ, vân vân, những mặt hàng mà chúng ta đang có cái xu thế và xuất khẩu rất là tốt. Đồng thời chúng ta cần phải huy động và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, giải ngân đầu tư nước ngoài và đầu tư tư nhân để hỗ trợ cho phía tổng cầu của nền kinh tế. Chúng tôi đã tính toán thì cứ 1% tăng 1% của vốn đầu tư công thì sẽ kéo theo, nó có cái lan tỏa kéo theo là 1,37% của đầu tư tư nhân. Và nếu mà chúng ta hoàn thiện được các cái môi trường pháp lý để giải ngân được vốn đầu tư công, rồi chúng ta thu hút được cái khu vực tư nhân vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, thì đây sẽ là một cái động lực, cũng là một yếu tố rất quan trọng cho nền kinh tế của chúng ta phát triển. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 09 về triển khai các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Để triển khai hiệu quả, rất cần sự vào cuộc của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là công tác phối hợp của các bộ, ngành địa phương. Tính đến ngày 5 tháng 4, có 3 tỉnh, thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới, gồm Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nội. Theo quy định, sau 30 ngày, nếu không phát sinh ổ dịch mới, các tỉnh có thể công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, các ổ dịch trên là các ổ dịch nằm tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, ổ dịch tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội và xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã qua 30 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sắp tới sẽ có thêm một số ổ dịch tại tỉnh Hòa Bình, cũng qua 30 ngày không phát sinh lợn mắc bệnh mới. Theo quy định, sau 30 ngày, nếu không phát sinh ổ dịch mới, các tỉnh có thể công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, việc công bố hết dịch sẽ tạo điều kiện cho người dân thúc đẩy giao thương, đồng thời có thể tái đàn theo quy định. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo người chăn nuôi chỉ nên tái đàn 10% so với tổng đàn, nếu không phát sinh dịch thì mới tái đàn tiếp. Trước tình trạng cây hồ tiêu bị bệnh và chết hàng loạt trong vài năm trở lại đây, người dân trên địa bàn huyện Chư Sê vẫn đang loay hoay tìm hướng chuyển đổi cây trồng. 2 năm trở lại đây, nhiều hộ đã chuyển sang trồng cây sa chi và diện tích loại cây trồng này đang phát triển nhanh. Dù bước đầu cây sa chi giúp nông dân địa phương có thêm nguồn thu nhập, khắc phục khó khăn trước mắt, song chính quyền địa phương vẫn khuyến cáo người dân chưa nên nhân rộng loại cây trồng mới này. Diện tích trồng sa chi trên địa bàn xã A Băng tăng nhanh trong vòng 1 năm trở lại đây. Nhất là từ thời điểm tháng 6 2018, giá sa chi tăng cao ở mức 180.000 đồng một ký, nên nông dân địa phương ồn ạt mở rộng diện tích trên những vườn tiêu đã chết. Trước kia nhà tôi ở vườn này là có 1.800 trụ tiêu. Thế sau khi nó chết là tôi mới hồi phục lại, trồng một ít cà phê sen canh. Thí điểm là tôi trồng là 250 cây sa chi và bắt đầu mới vào được thu là coi như vào cỡ độ 3 tháng nay. Đợt đầu là tôi bán 75.000, hiện vừa rồi tôi bán 45.000. Diện tích là sa chi là đợt vừa rồi này trồng rất nhiều, thậm chí có nhà trồng hàng ngàn cây. Là một trong những hộ đầu tiên trồng sa chi ở xã An Ba, ông Phạm Trọng Còi ở làng Rau Lớn cho biết, cây sa chi dễ trồng, trong vòng 8 tháng đã cho thu hoạch. Tuy nhiên, cây trồng này cũng dễ bị nhiễm bệnh. Hiện toàn bộ diện tích sa chi trồng đợt đầu tiên của gia đình ông đã chết. Điều ông lo lắng nữa là đầu ra cho cây sa chi, bởi thời điểm này, diện tích loại cây trồng mới này tại địa phương đang tăng nhanh. Cây này tôi thấy là đầu tiên ấy, ít người trồng ấy thì nó còn có giá. Thế khi mà bắt đầu là người dân mình phát triển ồ ạt trồng nhiều ấy, thì cái giá nó tụt hẳn thấp xuống. Cụ thể bây giờ bên ngoài thương lái người ta mua là 35.000. Cái bữa trước là tôi bán là có thời gian là bán 200.000 là đầu tiên tôi trồng lên cũng đẹp lắm. Và mùa mưa bắt đầu nó bị úng nước, nó thối rễ. Số đầu tiên của tôi trồng 150 cây là bây giờ bị chết hết mất rồi. Đối với lãnh đạo Đảng ủy, Ban xã cũng khuyến cáo bà con nhân dân không có mở rộng cái diện tích sa chi. Một số nhà trồng được độ 2 năm nay rồi, nhưng mà trồng trên cái diện tích tiêu chết. Nhưng đến nay là cái số trồng đầu đã chết hết. Và do dân là tự phát thôi, tự người dân với lại công ty là tự ký hợp đồng với nhau. Đầu tiên là bán giống đến 12.000 một cây. Đấy. Và đến giờ này thu mua đã có 35.000, rất là thấp. Tại huyện Chư Sê, mô hình khảo nghiệm trồng cây sa chi chỉ triển khai tại địa bàn xã Ep Lăng với diện tích 3 hectare. Song diện tích trồng tự phát đang gia tăng ở nhiều xã. Cây sa chi đang chờ kết quả khảo nghiệm chính thức. Do vậy, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đổ xô trồng tràn lan, mà nên cân nhắc khi chuyển đổi, tránh tình trạng cung vượt cầu, không tìm được đầu ra cho sản phẩm. Đưa văn hóa vùng cao vào trường học, góp phần bảo tồn và phát huy tinh hoa, giá trị không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên là thông tin cuối của chương trình Thời sự tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, giữa lòng phố huyện Di Linh, từ ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú huyện, tiếng cồng, tiếng chiêng vang lên vào những buổi chiều muộn. Âm thanh của cồng chiêng không chỉ đơn thuần là tiếng nhạc mà còn là sợi dây kết nối các em học sinh của trường lại với nhau, góp phần bảo tồn và phát huy tinh hoa, giá trị không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Trong trang phục dân tộc truyền thống, những nam sinh tay đánh chiêng, chân bước điệu nghệ, người lắc lư theo điệu nhạc. Các nữ sinh nhún nhảy theo nhịp điệu của tiếng chiêng, uyển chuyển thuần thục như những chàng trai cô gái trưởng thành trong các lễ hội của buôn làng. Chắc có lẽ ít ai biết được, ở ngay trong lòng phố huyện Di Linh, nét đẹp văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên đang được chính các thế hệ trẻ và thầy cô trường phổ thông dân tộc nội trú trân trọng bảo tồn suốt 5 năm qua. Không gian gìn giữ nét tinh hoa ấy không phải là cảnh sắc núi non hùng vĩ, mà chỉ vỏn vẹn trong khoảng sân trường. Vì đây là một truyền thống văn hóa của người dân tộc có họ chúng em, nên em quyết định tham gia câu lạc bộ này. Em tham gia từ năm lớp 6 đến đây được 3 năm. Mỗi khi tham gia em thấy rất là hứng thú và thú vị, và tự hào vì mình giữ được truyền thống của mình. Em rất vui và tự hào. Em một người nhỏ tuổi nhưng đã biết đánh được cồng chiêng để giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc đang dần bị mai một. Bên cạnh sự duy trì bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng, nhà trường còn xây dựng một nhà sông truyền thống làm nơi tụ họp của các em học sinh trong đội văn hóa dân tộc, đồng thời là không gian trưng bày văn hóa truyền thống của các đồng bào dân tộc vùng đất Nam Tây Nguyên. Đều đặn mỗi thứ Bảy hàng tuần, các em lại cùng nhau trao đổi lắng nghe về nét văn hóa của các dân tộc vùng miền, tái hiện những nếp sinh hoạt độc đáo của đồng bào vùng cao. Đồng thời các em còn được bồi đắp thêm vốn ngôn ngữ thông qua mô hình này. Qua đó giáo dục học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhớ về cội nguồn, nâng cao ý thức dân tộc và tình yêu quê hương làng bản. Là một dân tộc Mường, khi mà được nghe các bạn như dân tộc Cửa Ho, ED, Dao, Tùng, Dao Nùng nói về những phong tục tập quán của bản thân họ, em cảm thấy giống như là mình được tìm hiểu và học tập thêm rất là nhiều điều. Qua đó em cũng muốn phát triển các nền văn hóa và phong tục tập quán của các dân tộc khác, và bảo tồn không chỉ dân tộc Mường mà những dân tộc Bana, ED, Cơ Ho khác nữa. Trường phổ thông dân tộc nội trú Di Linh là trường học đầu tiên trên địa bàn Lâm Đồng đưa nội dung gìn giữ nét văn hóa dân tộc vào trong chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường. Thông qua các buổi học ngoại khóa, các em học sinh từ đó có phần hình thành văn hóa ứng xử trong học sinh, giúp các em tự tin tự hào về bản sắc truyền thống của dân tộc mình. Đây là một trong những cách giáo dục hiệu quả cho các em về nét đẹp văn hóa, biết bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc mình ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cái kết quả mà đạt được sau khi nhà trường đưa các văn hóa sinh hoạt, văn hóa cồng chiêng, văn hóa dân tộc là các em rất là thích thú, và các em đã gần như là các em đã được, nhất là những em trong đội văn hóa cồng chiêng, các em đã biết đánh cồng chiêng, biết múa những bài văn hóa của mình, và các em đã thường xuyên giao lưu với các đơn vị, và các em đã có thể tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong cuộc sống nội trú. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ duy trì và mong muốn các em được bảo tồn cái văn hóa, đặc biệt là cái văn hóa cồng chiêng đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể, và để cho các em sau này hòa nhập vào cộng đồng về bản làng, các em có thể biết được văn hóa dân tộc mình và các em phát huy, bảo tồn, giữ gìn cái văn hóa của dân tộc mình. Tuy số lượng học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số học sinh dân tộc thiểu số đang theo học tại các bậc học, song với thế mạnh của loại hình trường chuyên biệt nơi đây sẽ là môi trường giữ lửa, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tốt nhất đối với lứa tuổi học sinh. Đây cũng sẽ là những người con ưu tú, những thế hệ tiếp nối sẽ bảo tồn và phát huy những bản sắc văn hóa dân tộc của vùng đất Nam Tây Nguyên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.